Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Hoàng Cường Channel. Hôm nay Cường rất là vui được gặp tất cả các bạn trong video clip tiếp theo này của Cường. Hơn 2 tháng trời Cường không có thời gian để làm YouTube nên hôm nay nhân danh gọi nên Cường làm một số video clip. Thì một số công chuyện bận khi chúng ta trưởng thành, chúng ta có quá nhiều công chuyện để chúng ta lo đi các bạn. Cuộc sống mà phải đủ thứ chuyện nó đến với chúng ta hết. Chúng ta cũng không có thời gian để chúng ta chơi chê như ngày xưa nữa. Hồi mà năm nhất của Cường, trời ơi, đi chơi quá trời đi chơi luôn, đủ thứ các kiểu hết. Đi chơi mà tới không nổi là sáng, ngày, đêm, trưa, tối, đêm nữa, đủ thứ hết. Có thời gian rảnh rỗi lắm, nhưng mà tới bây giờ Cường rất là bận công chuyện. Nên bởi vì các bạn thấy mình ít đăng lên YouTube là vậy. Nên mọi người hãy nhớ đến Cường, mình đừng thấy Cường không đăng YouTube mà mọi người không ủng hộ Cường. Trong video clip này Cường sẽ nói những cái câu nói đầy ý nghĩa và đầy cảm hứng cho tất cả các bạn. Vì cuộc sống các bạn đều biết có quá nhiều bài học quý giá. Về việc mà chúng ta rút kinh nghiệm từ những người đi trước là cách tốt nhất để chúng ta hạn chế những sai lầm. Tuy nhiên, để thật sự biết trân trọng những giá trị mà cuộc sống đã dành tặng, chúng ta còn phải biết đối mặt với mọi thử thách đang xảy ra. Đừng thắc mắc sai lầm và hãy nhận ra chúng có thể sửa chữa bằng những phương pháp hay và hiệu quả. Chỉ nghe thôi chúng ta chưa đủ đâu, chúng ta còn phải tìm kiếm chúng. Và dưới đây á, mà Cường đã nãy giờ Cường đang giới thiệu rồi á, nó cũng là sẽ là những cái động lực và những cảm hứng để chúng ta vượt qua những thử thách thất bại. Như chúng ta đều biết á, thất bại không phải là từ bỏ, mà thất bại là chỉ chúng ta mỏi chân và dừng lại để nghỉ ngơi mà thôi. Hãy đi và giành lại những gì mà bạn muốn. Cuộc sống chỉ mang đến cho ta 10% cơ hội, đó là thể hiện sự may mắn của chúng ta, và 90% còn lại là do bằng cách phản ứng với nó. Cường giải thích chỗ này. Và bởi vì trong 90% nó phải thể hiện cái sự nỗ lực và sự cố gắng ở bạn, và đặc biệt là mọi tư cách của bạn nó cũng là một phần trong 90% này. Nên tất cả các bạn hãy cố gắng nỗ lực lên, vừa chúng ta vừa tu dưỡng đạo đức phong cách của mình, còn phải tu dưỡng về cả học tập và rèn luyện chúng ta trở thành một con người tốt hơn. Bởi vì vậy mới 90% này sẽ đến với bạn rất là dễ dàng. Thì thái độ của bạn nó cũng sẽ xảy ra trong cuộc sống, sẽ tác động rất là lớn. Đặc biệt là khi tâm trạng của bạn vui nè, thì những điều tuyệt vời cũng sẽ đến. Nhưng khi mà bạn buồn thì tất cả mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ. Nếu bạn ngục ngã có nghĩa là bạn đang chấp nhận đánh mất những gì mà bạn đang cố gắng từ trước đến tới giờ. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Hãy sống tích cực và luôn hướng về phía trước để nhìn thấy cơ hội trong khó khăn, và chắc chắn rằng bạn sẽ là người chiến thắng. Hãy tìm ra 3 cái sở thích của bạn. 1, đó là chúng ta kiếm tiền. 2, là chúng ta phát triển. 3, đó là chúng ta sáng tạo. Có quá nhiều thứ trong cuộc đời còn mà phải làm, mặc dù kỳ thực không phải lúc nào chúng ta cũng muốn làm nó. Chìa khóa nằm ở chỗ là khi bạn làm tất cả mọi việc gì bạn cảm thấy có cái sự sáng tạo và được phát triển, có thu nhập, đặc biệt là thu nhập. Ai cũng có cái sự thu nhập đều vui vẻ hết tất cả các bạn. Thì điều đó đồng nghĩa với bạn sẽ gặt hái được sức khỏe nè, sự giàu có và sự hạnh phúc. Để có thể thành công thì buộc bạn phải tin vào bản thân của bạn. Thì bạn sẽ không bao giờ làm bất cứ một điều gì đó nếu bạn nghi ngờ vào chính mình hoặc khả năng của mình. Người chiến thắng là người biết tin vào sức mạnh và nội tại của mình, kiểm soát và điều khiển nó hướng tới mục tiêu mà bạn cần đạt được. Chỉ khi nào bạn tin bạn thì bạn mới có thể điều khiển được người khác, và bạn làm cho người khác tin tưởng ở bạn. Không có gì mà không thể đối với một người luôn biết cố gắng. Với một người không bao giờ bỏ cuộc hoặc bỏ mục tiêu của mình đã vạch ra, thất bại chỉ là một điểm dừng để khiến cho họ nhìn lại những gì mà đã làm, để rút ra những bài học đáng quý và chuẩn bị cho một cái sự tiếp tục tuyệt vời tiếp theo ở công việc sau. Người luôn biết cố gắng là người không bao giờ nói chữ không với bất kỳ một cơ hội nào cả. Nghĩ quá nhiều sẽ hủy hoại bạn, và hủy hoại thực tại và thay đổi mọi thứ xung quanh của bạn, và khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ như bạn đã nghĩ. Không một quyết định nào mà đưa ra một cơ hội của bạn sẽ mất. Thì đừng quá dành nhiều thời gian chúng ta phân tích một cái việc gì hết, hay là chúng ta không nên hay là nên bắn bắt một cơ hội. Hay vào đó chúng ta hãy bước ra khỏi vùng an toàn đấy và thay đổi chính mình để kiểm soát toàn bộ rủi ro, lắng nghe và dũng cảm và hành động. Quan trọng là bạn hãy tin vào chính bạn và sống lạc quan là một chìa khóa cốt lõi cho sự thành công và sự mỹ mãn. Chỉ cần bạn không dừng lại một việc
thì cho dù bạn có đi chậm đến cỡ nào nó cũng không thành vấn đề. Một bước đi nhỏ cũng là một sự cố gắng, và đừng để ai nói rằng bạn sẽ không làm điều mà mình muốn chỉ vì một hành động quá chậm. Hãy kiên trì và lựa chọn thời điểm và tạo ra sự đột phá bất ngờ để khiến cho họ phải bất ngờ, phải tin tưởng vào bản lĩnh của bạn. Bạn từng đã cảm thấy sợ hãi điều mà người khác nghĩ về bạn. Nếu bạn luôn tìm kiếm ý kiến của người trước khi mà đưa ra một quyết định hay là hành động của bạn đó, thì bạn sẽ không phải là chính mình nữa, và công việc đó bảo đảm hoàn toàn là thất bại. Nếu họ là những người có ý đồ xấu thì chúng ta hãy nên tránh xa họ ha. Bởi vì những cái góp ý họ không đánh giá đúng năng lực của mình, và bạn không cần phải có ai kiểm định hết. Cuộc sống sẽ có những người ủng hộ bạn và không quan tâm bạn, có những người hủy hoại bạn và sẵn sàng đối đầu với bạn. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn. Hãy học hỏi từ mọi thứ và tập trung vào những người cần bạn, biết quan tâm bạn. Đừng nói nữa và chúng ta hãy bắt đầu hành động đi. Hãy bắt đầu làm ngay những gì mà bạn đã lên kế hoạch, và đừng bao giờ đợi chờ bất cứ một điều gì đó, bởi vì đợi chờ nó không có thành công đâu các bạn à. Hãy lắng nghe một cách cẩn thận điều mà người khác nói về bạn, về một ai đó, thì đó chính là cách mà họ cũng đối xử với bạn. Hãy tinh tế và lựa chọn những người thích hợp để làm bạn. Đừng tin những vào những lời nịnh nót hay là phán xét nếu một ai đó nói về bạn, vì đó cũng là một thứ mà họ sẽ nói về bạn nếu gặp một người khác. Kiểm soát cái tôi và minh mẫn khi lắng nghe mọi ý kiến. Này, quan trọng hơn tất cả các bạn, khi mà bạn gặp một vấn đề gì đó thì bạn nên suy nghĩ cho kỹ, đặc biệt là khi mà bạn nghe một người khác nói về bạn, nói xấu về bạn đó, nghe người đó kể lại, thì chúng ta phải suy xét, chúng ta phải coi thật sự họ có nói hay không, để chúng ta đưa ra những cái thái độ cho phù hợp từng cái giao tiếp của chúng ta. Có hai điều mà bạn còn nhớ trong cuộc sống là chúng ta hãy chăm sóc những suy nghĩ của mình khi mình ở một mình, và cẩn trọng những lời nói khi ở chỗ trống đông người. Đừng để những suy nghĩ tiêu cực lấn át bạn khi bạn cô đơn, hay là vì như vậy nó không đưa đến bạn đến đâu cả. Ngược lại, nó còn là một liều thuốc độc nếu chúng xuất hiện trong lời nói của bạn, thì ảnh hưởng đến người khác và các mối quan hệ của bạn. Thế nên bạn hãy cẩn trọng trong lời nói và suy nghĩ. Đừng đánh mất bản thân mình khi cố gắng níu giữ một người mà không hề quan tâm đến bạn. Trong tình yêu á, mọi cảm xúc đều có thể xảy ra, và đây cũng là một bài học đắt giá nhất. Với nhiều người đã nhận ra luôn là chính mình phải mất một khoảng thời gian dài khá lâu sau khi mà yêu nè và chia tay một ai đó, và hãy chấp nhận và biết rằng có những thời điểm mà bạn nhận ra đối phương không yêu bạn nhiều như bạn đã nghĩ, thì đừng vội đánh mất mình để cầu xin một ai đó quan tâm đến bạn. Mọi thứ bạn đều đòi hỏi thời gian, hy sinh và sự nỗ lực không ngừng. Đừng bao giờ xem thường bất cứ một công việc hay là một nhiệm vụ nào cả, vì chúng chính là nền tảng để tạo ra sự bứt phá. Hãy sử dụng thời gian làm thước đo cho sự cố gắng của bạn, và sử dụng năng lực của bản thân để làm đòn bẩy để tiến đến những cái bậc thang cao hơn trong cuộc đời của bạn. Đặc biệt là các bạn phải luôn chăm chỉ, tập trung, kiên nhẫn và biết chờ đợi. Chuẩn bị trước mọi việc là cách giúp các bạn thành công. Cho dù mục tiêu đó là nhỏ hay là lớn gì, chúng ta phải nên chuẩn bị tất cả các mục tiêu của bạn. Chúng ta phải điều lên một kế hoạch rõ ràng để đạt được như chúng. Và chúng ta hãy dự trù những cái sự thất bại, rủi ro và những tổn thất dự đoán, làm thế nào để chúng ta ngăn chặn được cái sự rủi ro trong quá trình mà chúng ta thực hiện mục tiêu đó. Bạn muốn biết bạn là ai thì đừng hỏi bất cứ ai nữa, và hãy hành động ngay lập tức. Đó chính là con người của bạn. Chỉ có hành động mới biết được bạn muốn gì, thích gì và giỏi về cái gì, và cần phát triển như thế nào. Thế nên đừng nghĩ nữa và đừng nói nhiều nữa. Bạn sẽ không bao giờ tìm thấy con người thật của mình trừ khi bạn bắt tay vào hành động. Hoài bão lớn, nghĩ lớn, dũng cảm và tin vào chính bạn, đó là nòng cốt giúp cho bạn có thể tiến lên cái sự thành công. Và bạn hãy luôn bên cạnh những người mà ủng hộ bạn, quan tâm bạn, khuyến khích bạn, và đừng lo lắng về những gì mà những ai hủy hoại bạn, bởi vì những người đó sẽ giúp cho bạn bước chân càng cứng hơn nữa. Bởi vì bạn hãy luôn cảm ơn những người hủy hoại bạn. Chúng ta dám thất bại và học từ những sai lầm, chấp nhận rằng mọi thành công đều sẽ trả giá. Bất cứ công việc nào cũng vậy, trong cuộc đời này cũng vậy.
không có cái gì mà không có cái trả giá hết tất cả các bạn ạ. Không bao giờ và không bao giờ, không bao giờ từ bỏ. Không có một nhà khoa học nào thất bại vài lần, thậm chí là hàng chục, hàng trăm lần, như là Thomas Edison đã thất bại 10.000 lần để chế tạo ra cái bóng đèn. Không có bất kỳ một doanh nhân hay là một người thành đạt hay một tỷ phú nào mà giàu chỉ sau một đêm hết. Không có một ai mà bỗng chốc trở thành tổng thống mà không phải trải qua những quá trình học tập, rèn luyện, tranh đấu về cả quan điểm và trí tuệ cùng với những người khác. Thế nên nếu bạn thất bại thì cũng đừng bao giờ từ bỏ, vì chỉ lúc đó bạn mới tìm ra những điểm mạnh nè, điểm yếu và những bài học xương máu cho chính mình. Hãy đứng lên bằng ý chí, niềm tin, nghị lực của một chiến binh và nói có với tất cả mọi cơ hội đang ở phía trước, cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ, chỉ là một tia hy vọng rất nhỏ. Cho dù vậy thì đến đây video clip của Cường thời gian quá dài rồi. Cường rất là mong tất cả mọi người xem video clip của Cường, thích Cường thì cho Cường một subscribe và một like để Cường có động lực để làm ra những video clip tiếp theo. Và đến đây thời lượng đã kết thúc, xin chào tạm biệt tất cả các bạn.